Xin chào các quý vị khán giả đã đến với chương trình Nhiệt kế thị trường. Thưa quý vị, trong nửa đầu năm 2023, thị trường đã chứng kiến hàng loạt thương vụ M&A sôi động đến từ cả các doanh nghiệp trong nước lẫn nước ngoài. Mặc dù nền kinh tế đang trong thời gian trầm lắng, nhưng đây được xem là thời điểm vàng để các doanh nghiệp có nguồn lực tài chính tốt, đẩy mạnh mở rộng thị trường, củng cố vị thế thông qua các hoạt động thâu tóm hoặc liên kết hợp tác. Vậy xu hướng hoạt động của thị trường M&A hiện nay ra sao? Chương trình hôm nay sẽ phân tích câu chuyện này cùng các chuyên gia để giúp quý vị khán giả, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có nhiều góc nhìn hơn về lĩnh vực này. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên chương trình. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường M&A vô cùng sôi động. Có thể kể đến những thương vụ M&A tiêu biểu ở Việt Nam trong khoảng thời gian gần đây như Ngân hàng UOB Singapore đã mua lại toàn bộ mảng ngân hàng bán lẻ của Citigroup tại Việt Nam. Đây là một phần trong thương vụ trị giá 3,7 tỷ đô la Mỹ. Citigroup bán lại mảng bán lẻ cho UOB tại 4 nước Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Tập đoàn Sumimoto Mitsui Financial Group Nhật Bản mua 49% cổ phần VP Bank tại FI Credit. Thương vụ này có giá trị lên đến 1,4 tỷ đô la Mỹ. Năm 2023 vẫn là một năm rất sôi động đối với thị trường mua bán sáp nhập tại Việt Nam. Đã có 59 thương vụ được ghi nhận theo Merge Market từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, với tổng giá trị lên tới 2,6 tỷ đô la Mỹ. Có một số thương vụ đáng chú ý như việc ESR mua lại cổ phần chiến lược PW International với tổng giá trị 450 triệu đô la Mỹ, KKR đầu tư vào Equest với số tiền 120 triệu đô la Mỹ và DB Insurance mua lại cổ phần của tổng công ty bảo hiểm hàng không với số tiền 57 triệu đô la Mỹ. Ngoài lĩnh vực ngân hàng, các thương vụ M&A diễn ra sôi động ở một số lĩnh vực khác như thực phẩm, đồ uống, kinh doanh bán lẻ cũng ghi nhận nhiều thương vụ M&A lớn. Công ty trách nhiệm hữu hạn The Furpa thuộc Masan Group đã mua lại 85% Phúc Long Heritage. Thương vụ này trị giá 280 triệu đô la Mỹ, được đánh giá là một trong những thương vụ có giá trị cao nhất trong mảng thực phẩm, nước uống F&B. Thaco mua lại siêu thị E-mart của Hàn Quốc tại Việt Nam, đánh dấu việc mở rộng hệ sinh thái hoạt động của tập đoàn Thaco sang lĩnh vực kinh doanh bán lẻ. Và mới đây, công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang đã chi ra gần 135 tỷ đồng mua vào 3,4 triệu cổ phiếu công ty cổ phần Acqui Tia Sáng. Vì vậy, mặc dù đứng trước nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn tiếp tục là một điểm sáng về tiềm năng phát triển kinh tế và là một điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư trong khu vực. Tôi nghĩ rằng động lực chính cho các nhà đầu tư nước ngoài, cả thông qua đầu tư trực tiếp và qua các hoạt động M&A, là tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao và môi trường đầu tư ổn định tại Việt Nam. Việt Nam đang là cái định hướng, điểm đến của các dòng đầu tư nước ngoài trong quá trình tái cấu trúc lại của họ ở khu vực, cũng như đó là chúng ta đã vượt qua cái thời kỳ Covid một cách khó khăn nhất, và có thể nói là các doanh nghiệp đang có thêm những cái động lực cho tăng trưởng. Bên cạnh đấy nữa thì các cái gọi là hệ thống pháp lý và các cái điều kiện có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình M&A cũng đã được hoàn thiện hơn. Do đó là giúp các cái doanh nghiệp có thể là nhận diện, đánh giá cũng như là lựa chọn những phương án M&A có lợi nhất. Thị trường M&A Việt Nam đang có nhiều cơ hội lớn. Bất động sản, tài chính và thị trường vốn sẽ là những lĩnh vực gặp nhiều vấn đề về pháp lý do thay đổi luật. Năm 2023 đến 2025, dự kiến sẽ diễn ra nhiều thương vụ khủng trên thị trường Việt Nam, cùng làn sóng M&A xu hướng hoàn toàn mới so với giai đoạn trước đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề về thị trường mua bán và sáp nhập cùng hai vị khách mời nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Xin được giới thiệu tới quý vị luật sư Nguyễn Hồng Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DVL Venture, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Công nghiệp Việt Nam. Kính chào quý vị khán giả của chương trình Nhiệt kế thị trường. Và xin được giới thiệu ông Phan Lê Thành Long, Giám đốc AFA Group. Vâng, tôi là Long. Xin chào tất cả khán giả của chương trình Nhiệt kế thị trường. Đầu tiên thì xin được cảm ơn hai khách mời đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, sau khi đạt đỉnh vào năm 2021, thì thị trường mua bán và sáp nhập M&A Việt Nam chững lại trong năm 2022. Phải đến đầu năm nay thì thị trường M&A mới trở lại sôi động và có nhiều ý kiến cho rằng đây là diễn biến phù hợp với chu kỳ kinh tế. Doanh nghiệp có cơ hội mua được các tài sản giá rẻ, và trong phóng sự ở phần đầu chương trình cũng có đề cập nhiều đến các hoạt động M&A thời gian gần đây. Và hai khách mời chúng ta có những ý kiến như thế nào về những hoạt động này ạ? Ở đây nó có mấy cái lý do chính, cái bối cảnh của nền kinh tế hiện nay, kinh tế toàn cầu nói chung và ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nói riêng. Và thứ hai nữa là có dấu hiệu của cái việc chững lại về suy thoái, trong đó có các cái thị trường như thị trường tài chính,
thị trường chứng khoán, rồi thị trường bất động sản. Ngoài ra thì nó liên quan đến các yếu tố khác như về chính sách, như là về các cái quy định pháp luật trong lĩnh vực về M&A hay là các cái quy định liên quan đến vấn đề về xác định giá trị, vân vân. Như anh Trung có đề cập thì chúng ta thấy rằng là nhu cầu vốn của các doanh nghiệp nó rất là lớn. Nhưng trong cái bối cảnh đó, chúng ta nhìn ra thế giới, chúng ta thấy rằng là kinh tế toàn cầu thì đang vào giai đoạn suy giảm và dẫn đến cái việc là các cái thị trường lớn, các cái ngân hàng trung ương lớn như tại Mỹ là Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thì họ tăng lãi suất liên tục, họ duy trì cái mặt bằng lãi suất rất là cao. Trong khi đó thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mình lại công bố thêm một đợt giảm lãi suất điều hành nữa. Mà khi mà cái lãi suất có sự chênh lệch giữa lãi suất của Việt Nam với các cái thị trường lớn thì chúng ta thấy rằng là cái chúng ta sẽ rất là khó để hút cái dòng tiền vốn từ nước ngoài. Mà như thế thì các cái giao dịch mua bán sáp nhập với những cái dòng vốn từ bên ngoài vào Việt Nam nó sẽ hạn chế rất là nhiều. Trong cái bối cảnh là chúng ta huy động vốn ở trong nước rất là khó khăn, đặc biệt là chịu cái vấn đề về tâm lý đối với thị trường trái phiếu cũng như là thị trường bảo hiểm như trong cái giai đoạn vừa rồi. Vâng, hiện nay thì có một số doanh nghiệp Việt Nam đang rất là muốn hợp tác, thậm chí là chuyển nhượng doanh nghiệp của mình trước làn sóng tham gia thị trường của nhiều nhà đầu tư ngoại. Tuy nhiên thì có những ý kiến cho rằng là không ít các CEO đang định giá lạc quan quá về doanh nghiệp của mình. Xin được mời những ý kiến của ông Thành Long ạ. Chúng ta nhìn cái câu hỏi về định giá trong một cái thương vụ M&A, chúng ta sẽ nhìn hai chiều. Chiều thứ nhất đó là về góc độ người bán, tức là doanh nghiệp đấy. Thì chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp Việt Nam mình nói chung, nhìn chung là chưa sẵn sàng cho các cái thương vụ mua bán sáp nhập. Tại sao tôi nói chưa sẵn sàng? Bởi lẽ là một doanh nghiệp nói chung ấy thì có hai thị trường. Một thị trường kinh doanh. Thế nhưng cái thị trường thứ hai mà họ ít quen hơn đó là thị trường tài chính. Đấy. Thế thì khi mà họ ra thị trường kinh doanh thì họ bán cái sản phẩm của họ trên thị trường kinh doanh, đúng không ạ? Thì ra thị trường tài chính họ cũng phải có cái sản phẩm để bán trên thị trường tài chính. Mà nếu như họ không quen và họ không biết được cấu trúc cái doanh nghiệp của họ, cấu trúc cái bảng cân đối kế toán của họ, nguồn vốn của họ, vốn chủ sở hữu của họ để mà mang cái sản phẩm đó sẵn sàng cho thị trường tài chính thì cái định giá nó sẽ là khó khăn, là không cao. Góc độ thứ hai là từ phía người mua thì họ có một cái câu như thế này. Một cái câu tiếng Anh là you name your money và I name your condition. You name your money là gì? Tức là cái người mua nói với người bán rằng là bạn có thể có quyền đưa ra cái định giá của bạn. Được chưa? Nhưng nếu như bạn đưa ra cái định giá như thế này, định giá ví dụ như cao, theo người mua là cao, thì I name your condition, tức là tôi sẽ phải yêu cầu anh là phải đáp ứng rất nhiều các cái tiêu chí và các cái điều kiện. Đó. Tôi lấy ví dụ như bây giờ có một nhà đầu tư nước ngoài muốn vào mua 40% cổ phần một doanh nghiệp Việt Nam. Đấy, mà doanh nghiệp Việt Nam đó nó định giá mức giá rất là cao. Một trong những phương pháp định giá phổ biến đó là dòng tiền chiết khấu và họ sẽ lấy các cái dòng tiền, các cái dòng lợi tức trong tương lai để mà chiết khấu về hiện tại và định giá. Thế thì nếu như anh định giá cao thì đồng nghĩa với việc là cái dòng tiền trong tương lai của anh phải tạo ra là cao. Đúng không ạ? Thế thì nếu như bên bán mà định giá cao thì đương nhiên rằng là họ sẽ phải chịu những cái điều kiện mà cụ thể ở đây là những các cái KPI sau cái thương vụ M&A đó. Đấy. Thế nên khi mà người bán hiểu được cái việc này thì họ sẽ nghĩ lại, họ sẽ cân đối để làm sao là đưa ra một cái mức giá phù hợp và dẫn đến phù hợp ở đây có nghĩa rằng là gì, là người mua có thể chấp nhận và người bán có thể đáp ứng được những điều kiện hậu M&A. Xin được cảm ơn hai khách mời. Thưa quý vị, mặc dù có nhiều lĩnh vực còn chưa có sự xuất hiện của các thương vụ M&A, nhưng theo dự báo của nhiều đơn vị tư vấn quốc tế, nửa cuối năm 2023, hoạt động của thị trường này sẽ diễn ra sôi nổi hơn. Chúng ta hãy cùng đến với clip tổng hợp ngay sau đây. Năm 2022, thị trường M&A toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức. Với khối lượng giao dịch giảm 17% và giá trị thương vụ giảm 37%, sau một năm 2021 ghi nhận số giao dịch ở mức cao kỷ lục 65.000 giao dịch. Mặc dù hoạt động mua bán sáp nhập M&A đang chững lại và có nhiều dấu hiệu khó khăn ngắn hạn, nhưng theo các chuyên gia trong ngành, 2023 triển vọng hoạt động M&A vẫn sáng với nhiều thương vụ tiềm năng. Năm 2023, dự báo GDP Việt Nam tăng trưởng chậm lại, nhưng vẫn đứng ở mức khá khoảng 6-6,5%. Trong đó, xuất khẩu dự báo tăng khoảng từ 8-10%, đầu tư trong và ngoài nước tăng khoảng 8%, tiêu dùng cuối cùng tăng từ khoảng 9-10%. Về lạm phát, dự báo CPI bình quân 2023 sẽ ở mức từ 4-4,5%, từ mức 3,3% năm 2022, do có độ trễ vì nhập khẩu nhiều, lượng cung tiền lớn hơn theo thời vụ cuối năm 2022.
Trong năm nay, nhiều tổ chức tài chính uy tín nhận định, tổng thể chung, thị trường M&A Việt Nam tiếp tục ở mức tích cực với nhiều thương vụ tiềm năng bất chấp các khó khăn kinh tế. Đặc biệt, thế chủ động trong cuộc chơi sẽ thuộc về các doanh nghiệp có sẵn lượng tiền dồi dào, cấu trúc vốn lành mạnh trong bối cảnh các ngân hàng thương mại tại Việt Nam vẫn đang duy trì chặt chẽ tỷ lệ tài trợ vốn cho mục đích M&A và mặt bằng chi phí sử dụng vốn trong và ngoài nước đều đã tăng cao. Trong báo cáo của các đơn vị kiểm toán tư vấn quốc tế thì đều nhận định rằng là năm 2023 sẽ là một năm sôi động của thị trường M&A cả về chất và lượng và sẽ tập trung hơn vào nửa cuối năm. Chuyên gia có ý kiến như thế nào về nhận định này ạ? Tôi hiểu rằng là lý do tại sao các cái hãng kiểm toán với tư vấn quốc tế họ lại đánh giá như vậy. Bởi vì ở đây tôi muốn dùng một cái từ đó là săn hàng giá rẻ. Bởi vì các cái nhà đầu tư mà có tiền ở thời điểm này thì là thời điểm tốt nhất trong cái việc là thâu tóm các cái dự án cũng như là mua lại các cái doanh nghiệp tại Việt Nam mình. Cái câu chuyện gọi là săn hàng giá rẻ vào lúc này ấy, thì nó là câu chuyện giằng co giữa người mua và người bán. Đấy, người bán họ đang đi giả soát xem là trên thị trường có anh nào muốn mua mình không. Đấy, nhưng mà nếu như mua vào thời điểm này thì cái định giá của họ cũng sẽ thấp. Đấy, như vậy thì họ sẽ phải tìm kiếm, chắt lọc xem là anh nào có khả năng có cái tiềm lực về tài chính cũng như là khả năng có thể giúp cho doanh nghiệp nếu như hai bên cộng tác với nhau trong trường hợp là như vậy thì họ sẽ đi tìm kiếm trên thị trường. Mà ngược lại thì người mua cũng thế, người mua cũng ngó nghiêng trên thị trường xem là anh nào phù hợp với mình, giá là bao nhiêu đấy, và yếu tố pháp lý như thế nào. Thế nên là dẫn đến câu chuyện là nửa đầu năm nay thì chắc chắn là câu chuyện giằng co rồi, chúng ta không thấy có nhiều các cái hoạt động diễn ra. Nhưng một cái thương vụ M&A thông thường vào cái giai đoạn khó khăn như thế này thì nó sẽ phải kéo dài khoảng 8-9 tháng, thậm chí là đến 12 cho đến 15 tháng. Cho nên chúng ta sẽ thấy là nó có thể bắt đầu các cái hoạt động vào nửa cuối năm 2023. Nhưng mà để có thể chốt được và thống nhất được và công bố nữa thì nó có thể phải đến thậm chí là đến nửa sau của năm 2024 thì chúng ta mới thấy mọi thứ nó rõ nét. Dạ vâng. Vậy thì lĩnh vực M&A nào sẽ lên ngôi trong năm nay? Vâng, chúng ta thấy rằng là từ đầu năm đến nay thì không có quá nhiều các cái giao dịch M&A mua lại, nhưng một cái thương vụ mà rất là lớn và đáng chú ý có thể là được coi là thương vụ của năm cho đến thời điểm này đó là ngân hàng SMBC, ngân hàng của Nhật hiện nay là đang đặt cọc để mua lại 15% cổ phần của VP Bank với con số lên đến con số nhiều tỷ đô. Và chúng ta biết là cái thương vụ này nó sẽ đóng một cái vai trò đặc biệt quan trọng, nó không chỉ tác động đến chính bản thân cái người bán tức là ngân hàng mà nó còn tác động đến cái yếu tố tâm lý ở trên thị trường tài chính, tác động đến yếu tố tỷ giá, rồi dòng vốn ngoại tệ chảy vào Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng là với cái điều kiện kinh tế khó khăn như nay, chúng ta có thể chia thành 3 mảng. Mảng thứ nhất là mảng tài chính ngân hàng, mảng thứ hai là mảng bất động sản, và mảng thứ ba là phần còn lại, tức là không phải tài chính ngân hàng, bất động sản, mà là sản xuất, kinh doanh, rồi thương mại dịch vụ. Thì hai mảng bất động sản và sản xuất kinh doanh hiện nay đang gặp khó do là yếu tố đầu ra, và cái nền lãi suất hiện nay vẫn còn đang ở cái mức là khá là cao. Như vậy cái mảng mà được coi là hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, một cái nguồn vốn mà tôi cho rằng là đây là cái nguồn vốn quan trọng nhất ở thời điểm này, thì sẽ chỉ còn là mảng tài chính và ngân hàng. Như anh Long nói là những cái lĩnh vực khác, tôi nói ví dụ như là về sản xuất kinh doanh, một số cái lĩnh vực thì nó có khả năng. Tôi nói ví dụ như là chúng ta có vừa mới phê duyệt quy hoạch điện 8 về năng lượng và năng lượng tái tạo, rồi những lĩnh vực mà nhà đầu tư nước ngoài đã quan tâm, thì có khả năng cái này chúng ta cũng sẽ chờ đợi vào cuối năm hoặc là đến năm 2024 khi là cái này nó sẽ triển khai vào, thì cái đấy là cái có xu hướng là nó sẽ người ta cái đối tượng có quan tâm nó sẽ nhiều hơn. Thứ hai là cái bất động sản công nghiệp, thì trong đó là chúng ta cũng đang giáo diết trong cái việc vấn đề là có những chính sách để thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào. Nhưng mà bối cảnh đấy như anh Long nói là trong nước thì cái nguồn tiền cũng rất là hạn chế nên cũng rất là khó khăn. Xin được cảm ơn những nhận định vừa rồi của hai khách mời. Thưa quý vị, đứng trước vận hội mới về mua bán và sáp nhập, không ít các doanh nghiệp Việt đang rất muốn tham gia vào thị trường này. Vậy các doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời ở phóng sự ngay sau đây. Trong 3 năm trở lại đây, 2021 là năm ghi nhận số giao dịch M&A ở mức cao kỷ lục 65.000 giao dịch. Nhưng sang 2022, thị trường M&A toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, với khối lượng giao dịch giảm 17% và giá trị thương vụ giảm 37%.
Tuy nhiên, vẫn duy trì cao hơn năm 2020 và mức trước đại dịch. Trong nửa cuối năm 2022, giao dịch tiếp tục suy yếu hơn so với năm 2021, giảm 25% khối lượng và 51% giá trị. Theo báo cáo các xu hướng mua bán và sáp nhập M&A toàn cầu 2023 của PwC, tại Việt Nam, nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều áp lực, nên mối quan tâm của các nhà đầu tư trong M&A là với các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chăm sóc sức khỏe, logistics và giáo dục. Trong năm 2023, thị trường M&A tại Việt Nam có thể sẽ tiếp tục phát triển bền vững và tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư chiến lược và các quỹ đầu tư tư nhân. Các nhà đầu tư chiến lược đến từ Thái Lan, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc đang ráo riết tham gia vào lĩnh vực M&A tại Việt Nam nhằm gia tăng thị phần và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. Việc nắm bắt xu hướng chuyển dịch của hoạt động M&A và các dự báo để xác định thời điểm vàng phù hợp tùy thuộc vào điều kiện hoạt động và tầm nhìn của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần chuẩn bị mọi mặt và đánh giá chính xác sự thay đổi của các xu hướng thì hoạt động M&A mới thực sự hiệu quả. Từ nay đến cuối năm, hoạt động M&A sẽ vẫn tiếp tục và quá trình tăng tốc có thể sẽ có thêm động lực. Điều này nó gắn liền với cái sự khó khăn của doanh nghiệp trong vấn đề tìm kiếm các cái thị trường hợp đồng xuất khẩu cũng như là các cái lĩnh vực chuyển đổi kinh doanh. Thứ hai là nó cũng gắn liền với cái quá trình chậm cải thiện về dòng vốn cho doanh nghiệp, và đặc biệt là nó có thể khó khăn nó gắn thêm với những cái sự điều chỉnh định hướng đầu tư của các doanh nghiệp FDI. Cái thời điểm vàng để M&A là cái thời điểm cuối của giai đoạn phát triển bền vững trước khi mà vào hoạt động suy thoái. Để mà một hoạt động diễn ra M&A trở nên hiệu quả nhất ấy, đó là khi mà các doanh nghiệp phải làm hai thứ. Một là chuẩn bị sẵn tư tưởng về mindset để mà họ có thể là củng cố về mặt con người và nội lực. Cái thứ hai là họ phải chuẩn bị tốt nữa, đó là vấn đề về tài chính, để mà từ đó các bên tiến hành trung gian làm M&A, đánh giá một doanh nghiệp có thể tiềm năng để M&A hay không, nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Nếu như trước đây, các hoạt động M&A chủ yếu xuất phát từ các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Thái Lan, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc, thì trong thời gian gần đây, thị trường chứng kiến sự chuyển dịch sang các công ty trong nước, khi các công ty lớn như Vingroup, Vinamilk, Novaland ngày càng đóng vai trò tích cực hơn trong các hoạt động M&A. Vì vậy, các doanh nghiệp cũng cần nắm bắt xu hướng chuyển dịch này để có các phương án chuẩn bị để các thương vụ M&A ngày càng hiệu quả hơn. Qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là một số những ngành đang có sự hấp dẫn về thị trường M&A có thể kể đến như là năng lượng tái tạo, chăm sóc sức khỏe, logistics và giáo dục. Và cũng có một sự chuyển dịch, thay vì là các nhà đầu tư ngoại thì cũng có rất là nhiều những nhà đầu tư nội cũng đang thấy sự hấp dẫn của thị trường M&A. Vậy thì hai khách mời ngày hôm nay chúng ta có những nhận định như thế nào về những xu hướng này ạ? Thực tế thì các cái dự án liên quan đến văn hóa, giáo dục hoặc y tế hoặc là về năng lượng thì đó là cái lĩnh vực mà từ trước đến nay thì nhà nước đã có những cái chính sách để thu hút. Trong đó có cái điện LNG, điện khí ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng đấy là một rất là tiềm năng. Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều cái dự án LNG như ở Ninh Thuận hoặc là ở Vũng Tàu đã thực hiện các cái dự án đó. Và như tôi được biết thì cũng một số các chủ đầu tư được cấp cái chứng nhận đầu tư rồi thì họ cũng đang mong chờ cái này để gọi vốn các nhà đầu tư nước ngoài. Thì đấy cũng là một cái có thể là cái tiềm năng trong tương lai. Thế còn y tế giáo dục thì rõ ràng là cái từ trước này là vẫn là cái lĩnh vực mà các nhà đầu tư trong nước đã quan tâm và đã đầu tư rất là nhiều. Chúng ta có thể thấy cái xu hướng này là nó không thể đảo ngược, và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ còn tiếp diễn với những cái cam kết của các cái chính phủ để mà phát triển bền vững trong cái môi trường cạnh tranh nhưng mà có thể bảo vệ môi trường và xã hội trên toàn cầu. Thế nhưng mà xét trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là đây là một điều khó khăn, bởi vì chúng ta sẽ trông chờ nhiều vào vốn nước ngoài thời điểm này. Thế còn vốn trong nước thì hiện nay các cái nguồn vốn lớn, các cái tập đoàn lớn, chính bản thân họ cũng đang gặp khó, đúng không ạ? Chúng ta có cả một cái năm 2021 mà ở đó là các cái thương vụ thâu tóm các dự án bất động sản nó diễn ra một cách quá là sôi động rồi. Đấy, nhưng mà cái việc mà thâu tóm đó lại đến từ cái việc là cấu trúc tài chính không bền vững, tức là phát hành trái phiếu, đi vay nợ ngân hàng để mà thâu tóm, nó dẫn đến cái hệ lụy của thị trường bất động sản như hiện nay cũng như là thị trường trái phiếu. Thì tôi cũng không quá kỳ vọng trong nửa cuối năm 2023 này đối với các cái lĩnh vực mà Nguyên Lâm vừa mới đề cập mà có các cái thương vụ ở trong nước. Thế còn xét trong dài hạn, khi nền kinh tế phục hồi, thị trường tài chính phục hồi thì đấy chính là những lĩnh vực trọng yếu mà thu hút vốn đầu tư.
là những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực M&A thì theo khách mời để tham gia và thành công vào các thương vụ mua bán và chuyển nhượng thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cần phải bổ sung hay là chuẩn bị những gì để hoạt động M&A đạt hiệu quả? Để có những cái thương vụ M&A mà có giá trị và hiệu quả thì ngay từ ban đầu thì cái doanh nghiệp cần phải có chuẩn bị một cái mô hình kinh doanh mà nó phù hợp. Hay nói cách khác là họ phải thiết kế ngay, họ phải chuẩn bị ngay là cái việc mà một là gọi nhà đầu tư hoặc là nó hay gọi là chuẩn bị hồ sơ để gọi là một cái cấu trúc cái mô hình kinh doanh ngay từ bắt đầu khi khởi tạo. Vấn đề thứ hai là nó liên quan đến câu chuyện về pháp lý. Thứ ba nữa là liên quan đến câu chuyện về tính minh bạch ngay trong cái thông tin về doanh nghiệp, phải báo cáo tài chính, rồi tất cả những vấn đề nó phải hết sức là minh bạch. Thì nó như vậy nó sẽ là một cái sản phẩm tốt. Mua bán sáp nhập bản chất là các bên bán là tìm kiếm vốn từ bên mua thôi. Cái mà họ cần chuẩn bị đó là phải họ tạo ra một cái sản phẩm mà phù hợp với khẩu vị của khách hàng ở trên thị trường tài chính. Thế muốn làm được cái đó thì hiện nay chúng ta thấy rằng là thực trạng ở Việt Nam mình, như tôi nói lần trước, là phần lớn các doanh nghiệp không sẵn sàng. Ngay cả cái cấu trúc pháp lý của doanh nghiệp nhiều khi nó không phù hợp cho cái việc là phát hành vốn rồi, để mua vốn rồi. Ví dụ như những công ty dưới dạng doanh nghiệp tư nhân hay là công ty trách nhiệm hữu hạn thì sẽ khó hơn nhiều so với công ty cổ phần, đúng không? Có những doanh nghiệp thì cứ có một dự án thì họ sẽ lại đẻ ra một công ty trách nhiệm hữu hạn. Thế là nhiều khi họ có đến 5, 7 hay là 10 hay thậm chí 50, 70 công ty trách nhiệm hữu hạn. Mà 50, 70 công ty như vậy thì không thể ra thị trường tài chính được. Mà lại công ty trách nhiệm hữu hạn thì rất là khó. Thế thì họ sẽ phải, điều họ cần làm đó là họ phải tạo ra hàng, tức là cấu trúc lại cái hoạt động. Đó, cân đối lại những hoạt động kinh doanh nào mà họ muốn phát triển có tiềm năng, xây ra một cái chiến lược kinh doanh rất là rõ ràng và quy hoạch lại để hợp nhất lại thành một cái doanh nghiệp. Đấy, cấu trúc lại tài chính, bên cạnh chiến lược kinh doanh thì cấu trúc lại tài chính, ra được một cái bảng cân đối kế toán đủ mạnh, đủ minh bạch, đủ trong sạch, cái vốn chủ sở hữu đủ hấp dẫn. Đấy, và cái thứ ba, từ hai cái đó, cấu trúc chiến lược kinh doanh và chiến lược tài chính như vậy, thì họ sẽ xây ra các cái bản cáo bạch, tức là xây ra các cái hồ sơ và các cái bản chào phù hợp với khẩu vị của nhà đầu tư. Và lúc đó thì cái vai trò của cái nhà tư vấn ấy, M&A nó rất là quan trọng. Họ có thể đi từ đầu, từ lúc mà doanh nghiệp không có gì, rất là có như là ví dụ như là 5, 7, 20, 15, 20, 30 doanh nghiệp, thì làm sao tạo ra một cái doanh nghiệp phù hợp. Đấy. Cái thứ hai là ra thị trường đó thì không chỉ là một cái hoạt động M&A trước mắt là có thể dừng, mà chúng ta muốn có một cái hàng hóa mà thực sự hấp dẫn cho thị trường tài chính, cho nhà đầu tư ấy, chúng ta sẽ xây cả một cái lộ trình đủ dài. Đấy, thì như thế thì mới hấp dẫn các nhà đầu tư. Đấy, chứ còn không, nếu như chúng ta chỉ thấy rằng là các nhà đầu tư nước ngoài và họ mua một cái doanh nghiệp trong nước và cuối cùng thì vốn của họ nằm ở đấy, hoạt động kinh doanh, các vấn đề về quản trị công ty là không được thực thi, và nếu như họ có vấn đề gì họ muốn thoái vốn, tức là họ bán cái phần vốn đi, thì họ không biết bán ở đâu, thì cũng sẽ là một cái trở ngại rất là khó. Thì tất cả những cái đó họ phải xây cả một cái lộ trình, một cái chiến lược trong dài hạn và các cái kế hoạch hành động trong từng cái giai đoạn để mà thực thi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai khách mời đã tới tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin được chúc cho hai khách mời của chúng ta sẽ có nhiều sức khỏe và thành công. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng được gặp lại hai khách mời trong những chương trình tiếp theo. Kính thưa quý vị, mong rằng với những dự báo về sự sôi động của thị trường M&A, với những chia sẻ về công tác chuẩn bị cho việc tham gia vào thị trường này, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sẽ chuẩn bị một tâm thế vững vàng cho vận hội mới này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin quốc tế. Trong khi đó, trên phạm vi toàn cầu, hoạt động mua bán và sáp nhập M&A đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ vào quý đầu tiên của năm 2023 do lãi suất tăng, lạm phát cao và lo ngại về suy thoái kinh tế đã làm giảm nhu cầu thực hiện các thương vụ M&A của các doanh nghiệp. Theo dữ liệu từ Dealogic, khối lượng M&A toàn cầu trong quý đầu tiên của năm nay đã giảm 48%, xuống còn 575,1 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 30 tháng 3, so với con số 1,1 ngàn tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ năm ngoái. Một cuộc khủng hoảng ngân hàng bắt đầu tại Mỹ, với sự sụp đổ của Silicon Valley Bank và lan sang châu Âu, với việc bán ngân hàng Credit Suisse cho UBS do chính phủ Thụy Sĩ dàn xếp, đã làm xáo trộn thị trường và khiến nhiều thương vụ ngừng hoạt động.
Thị trường trong quý đầu tiên có mức độ biến động và không chắc chắn cao, nhiều hơn dự kiến trong cả năm nay. Và điều đó có tác động không nhỏ đến các công ty, khiến việc công bố một số thương vụ M&A bị trì hoãn. Xét theo khu vực, khối lượng M&A đã giảm 44%, xuống còn 282,7 tỷ đô la Mỹ tại Mỹ và giảm 70% xuống còn 81,87 tỷ đô la Mỹ ở châu Âu. Khối lượng giao dịch ở châu Á-Thái Bình Dương cũng giảm 29%, xuống còn 176,1 tỷ đô la Mỹ trong quý đầu năm nay. Có một thị trường tài chính bền vững là yếu tố quan trọng đối với hoạt động M&A. Sự biến động của thị trường rõ ràng là một thách thức và ảnh hưởng tiêu cực đến khối lượng giao dịch trong quý đầu năm. Tổng số thương vụ M&A có trị giá hơn 10 tỷ đô la Mỹ đã giảm đáng kể so với năm ngoái do nhu cầu về các mối quan hệ chiến lược lớn đã suy yếu trong bối cảnh các quy định chống độc quyền ngày một nghiêm ngặt hơn và nền kinh tế vĩ mô còn nhiều bất ổn. Các giao dịch lớn trong quý đầu năm nay bao gồm thương vụ mua lại công ty công nghệ sinh học ung thư Seagen trị giá 43 tỷ đô la Mỹ của Pfizer, một thỏa thuận trị giá 12,5 tỷ đô la của tập đoàn Silver Lake cho nhà sản xuất phần mềm Qualtrics và thương vụ CVS Health chi 10,6 tỷ đô la mua lại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Oak Street Health. Xét về nhóm ngành, các số liệu thống kê cho thấy có sự gia tăng đáng kể của M&A trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Các chuyên gia lĩnh vực M&A đã thảo luận về môi trường pháp lý đang thay đổi, những cân nhắc khi mua bán sáp nhập mà các công ty cần lưu ý để đảm bảo một thương vụ thành công. M&A trong lĩnh vực trò chơi điện tử đã có một sự khởi đầu rầm rộ trong năm nay với các thương vụ mua lại trị giá 85,4 tỷ đô la Mỹ được công bố chỉ riêng trong tháng đầu năm, vượt qua mức kỷ lục 85 tỷ đô la Mỹ của cả năm 2021. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến các công ty trong lĩnh vực trò chơi điện tử thay đổi các mô hình kinh doanh bằng cách mở rộng sang các lĩnh vực khác nhau. Chúng ta chứng kiến sự hợp nhất của máy tính cá nhân và thiết bị chơi game cầm tay, sự kết hợp giữa phim ảnh, nhạc và game. Không đáng ngạc nhiên khi các công ty từ mọi lĩnh vực của thị trường đang chạy đua để nắm lấy thời cơ này, nhằm tiếp cận tài sản trí tuệ mới, những nền tảng đa dạng và lượng người dùng toàn cầu khổng lồ. Nhưng như thường lệ, những cơ hội mới cũng mang đến thách thức mới. Các quy định giám sát gia tăng, nhìn chung quy định trong ngành công nghiệp game ngày càng tăng, khiến cho việc các công ty theo kịp sự phát triển đôi khi gặp khó khăn. Những quy định mới liên quan đến chống độc quyền, sàng lọc đầu tư nước ngoài và quan trọng nhất là bảo vệ dữ liệu người dùng. Chúng ta ngày càng nhận thấy đó là trọng tâm của các cơ quan quản lý khi họ xem xét các giao dịch M&A. Một số cơ quan quản lý sẽ áp dụng các định nghĩa mới cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực game, từ đó nảy sinh nhiều quy định mới. Để giảm thiểu rủi ro, các nhà giao dịch cần hiểu các vấn đề pháp lý cụ thể đối với ngành, lập kế hoạch sớm và theo dõi các thay đổi trong luật pháp địa phương. Họ cần tham khảo các cố vấn để vạch ra khung pháp lý phù hợp với giao dịch. Chiến lược đó đã giúp tập đoàn Embracer thâu tóm hơn 60 công ty trong 2 năm qua, với nhiều dự án khác đang được triển khai. Theo các chuyên gia, điều quan trọng là cố gắng tìm ra con đường rõ ràng để chốt giao dịch ở giai đoạn đầu. Ngoài những thách thức trước giao dịch, bên mua cũng phải xem xét những rủi ro sau giao dịch, bao gồm việc đảm bảo công ty mục tiêu có giá trị và văn hóa phù hợp trên tất cả các khía cạnh ESG, bao gồm môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp. Các công ty trong lĩnh vực trò chơi điện tử sẽ phải đối mặt với những rào cản mới và khó khăn hơn khi ngành này phát triển. Tuy nhiên, thay vì làm chậm lại quá trình M&A, thị trường có thể chờ đợi nhiều hoạt động hơn nữa khi các nền tảng mới như Web3 và siêu dữ liệu mở ra những cách mới để tiếp cận và kiếm nhiều tiền hơn từ người dùng. Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại nhật ký thị trường ngày hôm nay. Nếu quý vị có bất cứ góp ý hay chia sẻ, hãy gửi thư về chương trình theo địa chỉ nhật ký thị trường a@vtvcap.vn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!